Chào bạn, đây là Quincy. Quincy lúc này là buổi tối. Lúc này tôi đang ở trong phòng ngủ của mình và soạn đề mục tôi học dịch anh ra Việt. Tôi chọn một bài đọc tiếng Anh và rồi dịch các câu này ra tiếng Việt. Sau đó xem lại nhiều lần và học thuộc lòng. Bài hôm nay nói về rhyming word. Rhyming là gieo dần, word là những từ. Những từ gieo dần. Number one. Sometime my friend and I play again. Sometime, đôi khi, my friends and I, bạn bè của tôi và tôi, play again, là chơi một trò chơi. Friend số nhiều có S. Linh với chữ N ta đọc là present. Câu này đọc là sometime my friends and I play again. Đôi khi bạn bè của tôi và tôi chơi một trò chơi. Number two. It's something we made up, so it doesn't have a name. It's something. Đó là thứ we made up, mà chúng tôi tạo ra, made up, tạo ra. So, vì vậy, doesn't have a name. Doesn't have là không có. A name là tên. It's something we made up, so it doesn't have a name. Đó là thứ mà chúng tôi tạo ra, vì vậy nó không có tên. It's something we made up, so it doesn't have a name. Number three. We like to take words that rhyme. We like. Chúng tôi thích, we like to take words, là chọn những cái từ that rhyme là những cái từ mà có thể gieo dần với nhau. We like to take words that rhyme. Chúng tôi thích có những từ để gieo dần. We like to take words that rhyme. Words rất nhiều có S. Rhyme ở đây là những từ gieo dần được. Number four. We put them together line by line. We put them. Chúng tôi sắp xếp nó. Together với nhau. Line by line, trên từng hàng. Put là một cái động từ có rất nhiều nghĩa, có khi đặt, để, sắp xếp. We là chúng tôi, put them và đặt những cái từ them ở đây là những cái từ mà gieo dần được. Together với nhau. Line by line là trên từng hàng. We put them together line by line. Chúng tôi sắp xếp chúng lại với nhau theo từng hàng, từng dòng.
Number five. Do you get the picture now? We're playing the game, and this is how. Do you get là bây giờ bạn có nhận được. Get cũng là một từ rất nhiều nghĩa. The picture là hình ảnh. Now là bây giờ. Bây giờ bạn có nhận được hình ảnh không? Do you get the picture now? We are là viết tắt đọc là where. Playing the game. Chúng tôi đang chơi trò chơi. And this is how. Ở đây là cách làm sao. Do you get the picture now? We are playing the game, and this is a house. Bây giờ bạn có nhận được hình ảnh không? Chúng tôi đang chơi trò chơi, và đây là cách thức. Number six. I might say, I like to drive a car. I may say, và tôi có thể nói, I like, tôi thích, to drive a car, và lái một chiếc xe. I may say, tôi có thể nói, I like to drive a car, tôi thích lái một chiếc xe. I may say, I like to drive a car. I really don't like to go very far. Tôi thật sự không thích đi quá xa. Ở đây có cái gieo dần. Drive a car. You go very far. Điều là dần A. I really don't like to go very far. Tôi thật sự không thích đi xa. I really. Really là trạng từ. Real là thực, really là cách thực. Don't là không, like to go very far là đi quá xa. I really don't like to go very far. Tôi thực sự không thích đi quá xa. Number eight. If I decide to take a walk, I go with a friend so that we could talk. If I decide to take a walk. Nếu tôi quyết định đi dạo, decide là quyết định. To take a walk là đi dạo. I go with a friend. Tôi sẽ đi với một người bạn. With a friend là với người bạn. So that. Nhờ vậy, do vậy, we could talk. Chúng tôi có thể chuyện trò. Ở đây hai từ gieo dần với nhau là walk và talk. Ra đọc là if I decide to take a walk, I go with a friend so that we could talk. Đó là hai từ rhyme có thể gieo dần với nhau. If I decide to take a walk, I go with a friend so that we could talk. Number nine. Do you see that? Be lively. Play the game if you have the time. Do you see that? Bạn có thấy rằng, do you see that? Be lively. Những dòng này có dần không? Play the game. Hãy chơi trò chơi. If you have the time. Nếu bạn có thời gian. Thì trong câu này, right và time là hai từ có thể gieo dần với nhau. Do đó có thể đọc là
Do you see that? You lie right. Play the game if you have the time. Number 10. We could talk about school or even playing. We could talk. Chúng ta có thể nói about school, về cái chuyện học hành, về cái chuyện trường học. Or even playing, hoặc thậm chí về các cái trò chơi. We could talk about school or even playing. Chữ about dùng rất nhiều trong tiếng Anh. Talk about, say about. About là về cái gì đó. We could talk about school or even playing. Number 11. Do you know what I am saying? Rhyming work is easy to do. Do you know? Đây là một nhóm từ rất quen dùng. Là bạn có hiểu. Do you know what I am saying? Những gì mà tôi đang nói. Rhyming work là những cái chữ có thể gieo dần. Easy to do. Nó rất dễ làm, rất dễ thực hiện. Câu này đọc là do you know what I'm saying? Rhyming words is easy to do. Đọc thành nhóm từ. Do you know what I am saying? Rhyming words is easy to do. Do you know what I am saying? Rhyming work is easy to do. Bạn có hiểu tôi nói gì không? Những từ gieo dần, dễ dàng thực hiện. Number 12. It's fun for me. It can be fun for you. It's fun là nó vui. Fun ở đây là vui, vui vẻ. For me là cho tôi. Được vui cho tôi. It's fun for me. It can be fun for you. Nó có thể vui với bạn. Tức là it can, là có thể. Be fun là vui. For you là với bạn. It's fun for me. It can be fun for you. Number 13. Just join in and say something or make it into a song that you can sing. Just chỉ cần join in, tức là tham gia vào, and saying something, và nói cái gì đó, or make it, tức là làm, into a song, trở thành một bài hát, that you can sing, và bạn có thể ca. Nếu đọc theo group, đọc theo nhóm thì, just join in, and say something, or make it into a song, that you can sing. Chỉ cần tham gia và nói điều gì đó hoặc làm cho nó thành một bài hát mà bạn có thể hát. Just join in and say something or make it into a song that you can sing. Number 14. There are so many words that rhyme with other. There are, có, số nhiều, there are, số ít là there is. So many words, tức là rất nhiều từ. Words, số nhiều, có s. Dĩ nhiên là many words, là phải là nhiều từ. That rhyme with other. Có rất nhiều từ, có dần với những từ khác. There are many words that rhyme with other. 15. Lies, mire, and mother, and brother,
I could spend all day just making up the thing. Like, giống như. Smile, smile, đây là nụ cười, mỉm cười. And mile, mile, đây là những dặm đường. And mother, và những người mẹ. And brother, và những người em, anh em. I could spend all, thì phải đọc là spend all. I could spend all day just make up, making up the thing. Giống như nụ cười và dặm đường và mẹ má và anh em, tôi có thể dành cả ngày chỉ làm những điều này. Đây là những từ mà rhyming với nhau là smile and mile, mother and brother. Thành ra đó là những từ mà có thể gieo dần với nhau. Like smile and mile and mother and brother, I could spend all day just making up the thing. Like smile and mile and mother and brother, I could spend all day just making up the thing. 16. I could let my imagination fly on wings up to the cloud and back to my mind. Tôi có thể let my imagination là tưởng tượng, nhấn mạnh ở chữ A-ation, imagination, fly on wing, tức là bay trên những cái đôi cánh, up to the cloud, lên những đám mây, and back to my mind, và quay trở lại tâm trí của tôi. Mind, ở đây là tâm trí. Khi ta đọc thì ta đọc theo từng nhóm. I could let my imagination fly on wings up to the cloud and back to my mind. I could let my imagination fly on wings up to the cloud and back to my mind. Tôi có thể để cho trí tưởng tượng của tôi bay trên những đôi cánh, lên đến những đám mây và quay trở lại tâm trí của tôi. 17. There are so many rice that I can find. There are so nhiều, có. There is, có, so ít. So many rice, rất nhiều. Những cái từ có thể đánh gieo dần. That I can find, và tôi có thể tìm được. I can find, tôi có thể tìm. Có quá nhiều dần điệu mà tôi có thể tìm thấy. There are so many rides that I can find. 18. There are some words that are hard to find rides for. There are, là có, số nhiều. There is, là có, số ít. Some words, là một số những từ. That are hard, mà nó khó. To find right for, tức là tìm được những từ để gieo dần với nó. To find right for, có một số từ khó tìm được, từ để gieo dần. Câu này đọc là there are some words that are hard to find right for. 19. I don't use those words anymore. I don't use, tôi không dùng, the word, những từ này, anymore, thêm nữa, tức là những từ khó gieo dần, thì tôi không thích dùng. I don't use the word anymore. 20. I like to choose words that are easy to write. I like, tôi thích, to choose, chọn word, những từ that are easy to write,
Tức là tôi thích chọn những từ mà nó dễ dàng, gieo dần. I like to choose words that are easy to write. Tôi thích chọn những từ dễ gieo dần. Number 21. Like cat and bat, or lie and tie. So give it a try. I know you have fun. Giống như cat và bat là hai từ rhyme với nhau, gieo dần với nhau được, dần s với dần s. Cat and bat. Or lie and time. Lime and time là hai từ rhyme với nhau, tức là có thể gieo dần. So give it a try. Vì vậy hãy thử nó. I know, tôi hiểu. You have fun. Bạn cũng sẽ vui vẻ. Câu này đọc là I like cat and bat, or lie and tie. So give it a try. I know you have fun. Giống như cái chữ mèo và chữ con dơi, hay là dôi giống như thời gian. Vì vậy hãy thử với nó, tôi biết bạn sẽ vui vẻ. 22. I say goodbye. My rhyming is done. Tôi nói câu goodbye, tạm biệt. My rhyming, tức là cái trò chơi mà tìm từ mà gieo dần với nhau, is done. Chấm hết. Kết thúc. Đã xong. I say goodbye. My rhyming is done. Done mà xong rồi. Rhyming là những cái cách tìm những cái từ cùng dần để gieo dần với nhau. Những nhà thơ họ rất giỏi về cái thuật rhyming, tức là tìm những từ mà có thể gieo dần với nhau, nhờ đó mà có thể làm ra thơ hay làm ra những bài hát. Người soạn Vương Khánh Hưng khuyến xì chào bạn, hẹn gặp lại. Đến đây kết thúc bài học dịch những câu tiếng Anh ra tiếng Việt.